không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngạ lầu cao xế cát, em ơi vẫn luôn vững bền. Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp đời càng cao sang, vì anh nghèo đâu ra mơ. Không ước mơ cao, em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mãi đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho anh Mạnh Hùng được không ạ? Kỳ tình cảm và lãng mạn trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, với mong muốn được trở về chung một mái ấm gia đình thì đôi bạn trẻ Mỹ Linh và Văn Hải của chúng ta đã từng bước vượt lên những khó khăn, những gian lao, những thử thách trong cuộc sống. Và rồi một ngày họ đã nhen nhóm lên ngọn lửa của tình yêu, và để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình lại với ta, đẹp duyên đôi lứa mặn mà thông gia, và thông gia thì như ruộng liền bờ, bên mong đợi rể bên chờ được dâu. Từ nay chung một nhịp cầu, đôi bên dâu rể đậm sầu nghĩa tình. Vâng, và trong ngày vui trọng đại của đôi lứa hôm nay thì hai bên gia đình cũng có đôi lời muốn căn dặn, muốn nhắn nhủ, muốn gửi gắm đến cho hai bạn. Và ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời đến một vị đại diện họ nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể hội hôn cũng như là cho dâu và nhận rể kết tình thông gia giữa hai nhà. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các chú, các bác, các anh, các chị, bạn bè, nam nữ, chúng ta thân mến. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới các chú, các bác, các anh, các chị, cũng bạn bè, thân hữu gần xa chúng ta. Một sự có mặt trong ngày vui của hai con giống như hai em của chúng tôi. Thì lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới các chú, các bác và các anh, các chị đã có mặt và bỏ chút thời gian quý báu của mình để về dự buổi lễ thành hôn của hai con cũng như giống như hai em của hai gia đình chúng tôi. Đó là Văn Hải, Sảnh Duyên cùng Mỹ Linh. Thì tôi xin thay mặt cho gia đình bên ngoài không biết nói gì hơn.
Tôi xin cảm ơn và xin chúc cho hôn trường chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời lời chào trân trọng nhất ạ. Tôi xin lên ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những lời căn dặn, những lời nhắn nhủ của vị đại diện họ nhà gái. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, nhà gái đã phát biểu rồi thì nhà trai cũng xin phép đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và ngay sau đây tôi cũng xin trân trọng kính mời đến vị đại diện họ nhà trai sẽ lên có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể hôn trường cưới, và đồng thời trao chàng dự thảo và nhận nàng dâu hiền về với gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu Hải và Linh. Trước hết, được sự ủy quyền của họ nhà trai cho phép tôi được gửi tới toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị đại biểu đại diện họ nhà gái cùng toàn thể anh chị em bạn bè nam nữ gần xa, hôm nay trải qua thời gian tìm hiểu chín mùi, gắn bó yêu thương của hai cháu và được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi hai cháu sinh ra và lớn lên, cũng như được sự thống nhất của hai gia đình, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu Hải và Linh. Trong lúc điều kiện làm ăn xa quê hương nơi đất khách quê người có phần còn hạn chế, thiếu thốn, vậy kính mong ban tổ chức, quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em, bạn bè, nam nữ gần xa của hai em thông cảm. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, quý vị đại biểu, đại diện họ nhà gái cùng toàn thể anh chị em, bạn bè, nam nữ gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, không quản ngại đường xá xa xôi, về đây dự ngày vui hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Và kể từ giờ phút này trở đi, gia đình họ nhà trai chúng tôi xin được nhận cháu Linh chính thức trở thành dâu con trong gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vậy kính mong gia đình họ nhà gái cùng quan tâm giúp đỡ, kết hợp với họ nhà trai chúng tôi tạo tiền đề để hai cháu vững bước đi lên trên bước đường đời. Và cuối cùng, thay mặt gia đình, tôi kính chúc toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, xứng đáng là dâu hiền rể thảo của hai dòng họ. Và sau cùng buổi lễ, tôi xin kính chúc, tôi xin kính mời toàn thể hội hôn dự bữa cơm thân mật cùng gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Một lời thì bằng cả ngàn câu, và nói sao cho hết những thâm sâu ân tình. Một lần nữa thay lời cho cô dâu và chú rể, tôi xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu, những lời căn dặn đến từ hai vị đại diện của hai bên gia đình. Vâng, và mong muốn của hai bên gia đình đó chính là mong muốn cho đôi uyên ương của chúng ta sẽ trở thành dâu hiền và rể thảo, sống sao cho trọn chữ hiếu chữ tình. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, giờ thì đôi uyên ương của chúng ta đã chính thức trở về chung một mái ấm gia đình. Và quả thật đúng là giờ thì đũa đã có đôi, thuyền thời có bến và đàn thời có dây. Và đàn đã căng dây thì không thể nào thiếu đi được những ca khúc hay nhất, ý nghĩa nhất.